Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nhé. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mà nó thuộc về cái bộ phận đó là cái đầu bò của xe anh em ạ. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em trên bàn mình đang là bộ cam và cò của rim anh em ha, rim quay chúng ta đều có thể gắn chung được. Cái này nó đúng của nó là rim Thái và quay Thái anh em ạ. Thì nói về cái loại này là cái loại hàng của Thái anh em. Hàng của Thái thì cái dạng cò Thái và cam Thái thì nó rất là chất lượng rồi. Nếu mà anh em nào chúng ta chơi xe lâu năm thì anh em đã biết về cái chất lượng của đồ Thái ha, đặc biệt là cái cam cỏ Thái này. Thì thứ nhất là khi anh em mà chúng ta gắn vào á thì nó sẽ rất êm luôn. Và thứ hai á là cái độ bền của nó cực kỳ tốt. Và cũng như á là cái việc mà nó sẽ ít bị bài mòn theo thời gian, thì nó giúp cho chúng ta là có một cái xe mà anh em chạy đường xa này kia nó không có bị gặp vấn đề trục trặc nhiều anh em ha. Và đặc biệt là cái này á, khi mà nó có bị mòn đi á thì cái việc mà cái tiếng kêu của nó gây ra cũng rất là ít. Đó, chính vì vậy là cái dạng cam cò Thái này được anh em rất ưa chuộng. Tuy nhiên thì ngày xưa thì cái loại này nó có nhiều, nhưng mà hiện tại bây giờ thì gần như những cái loại cam cò này nó đã bị giống như là tuyệt chủng rồi. Nó rất là hiếm để anh em có thể chúng ta tìm thấy ở trên thị trường ha. Thì hôm nay Đạt gửi tới cho anh em thì những cái mặt hàng là Đạt để đi săn hết nha. Nhiều anh em gọi là Đạt là ông trùm của đồ cổ luôn anh em ạ. Tại vì á những cái loại này là anh em kiếm trên thị trường là gần như là không còn anh em ạ. Nó không có giống như là hàng Việt Nam nha anh em nhá. Hàng Honda Việt Nam thì anh em kiếm nó vẫn có, nhưng mà những cái hàng Thái mà dạng hàng mới zin này nó rất là khó kiếm. Bởi vì á cái loại mới zin này rất là nhiều anh em chúng ta thích. Thứ nhất á là nó chuẩn zin, nó chuẩn zin mà nó của Thái đó, cho nên là cái chất lượng của nó là cực kỳ ok luôn. Và thứ hai á là cái giá thành của nó sẽ rẻ hơn đồ tồn kho của Thái nha anh em nhá. Nó sẽ rẻ hơn đồ tồn kho của Thái. Nếu như một chục cam và cò này anh em mua đồ tồn kho Thái thì mình nhớ đâu lăn quanh khoảng 8 cho tới 10 triệu thì phải. Không nhớ rõ nữa. Không tới hình như là khoảng 6 7 triệu là có một bộ á thì nó quá đắt đi. Nếu mà anh em chúng ta bỏ 6 7 triệu ra thì có thể anh em đã mua được một bộ đầu bò full cam cò mới hết rồi, đầu lòng luôn. Còn nếu mà anh em chúng ta mua đồ tồn kho thì anh em chỉ có thể mua được một cái bộ cam cò không thôi thì nó quá đắt. Và nhiều anh em thì chúng ta không đủ chi phí để mà mua. Với lại nhiều anh em chúng ta cũng chỉ cần nó êm thôi, chứ không cần nó phải quá mức lên để mà chúng ta bỏ quá nhiều tiền ra. Thì vì vậy thì mình nhiều anh em rất là ưa chuộng cái loại hàng Thái này, nhưng mà hiện tại thì nó rất là hiếm có nha. Đa số là hàng Việt Nam là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em bộ cam cò Thái này ha. Thì báo giá cho anh em luôn, một bộ cam cò Thái này nếu như anh em mua lẻ thì giá của bộ cò nó sẽ là 650.000, và giá của trục cam thì nó sẽ là 750.000. Một bộ của nó sẽ vào khoảng 1.3-1.4 triệu. Còn nếu như anh em chúng ta mua nguyên bộ luôn thì giá của nó rất là ok, chỉ có 1.250.000 thôi. Nó sẽ rẻ hơn khá là nhiều đấy, tiết kiệm cả 100.000 cơ. Thì anh em nào chúng ta muốn mua, anh em có thể liên hệ với mình ha. Bây giờ thì mình sẽ quay chi tiết cho anh em coi về bộ cam cò này, cũng như là chất lượng của nó như thế nào, quay chi tiết để anh em chúng ta có thể tự đánh giá được luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình giới thiệu cho anh em, mở hộp cho anh em coi về cái bộ cam cò này ha. Đây là một bộ cam cò mới 100% luôn em ạ. Và chất lượng của nó thì anh em cứ yên tâm đi, uy tín 100% luôn. Bộ này thì cái giá của nó sẽ hơi cao so với những bộ đợt trước mình bán. Thì những bộ đợt trước bán thì đa số là hàng nội địa thôi. Bộ này thì nó là hàng chính hãng luôn. Bộ này nó sẽ đắt tiền hơn. Tuy nhiên là cái chất lượng khi mà anh em chúng ta mua thì nó sẽ khác biệt ha. Đây là cột cam này, cột cam nó cũng ở trong một cái bọc là của Honda mà nó được nhập khẩu từ Nhật Bản luôn. Có sẽ có cái mác là apac.gp đây. Anh em nào đợt trước có coi mình review về cái nồi rim Thái này anh em biết rồi ha. Cái này nó là cái giấy gói ship từ Nhật Bản về đó. Thì về đó tới Thái thì người ta sẽ đóng gói ở Thái nha. Thì cái loại này thì nó hiếm. Cái giấy gói đó bữa anh em nhiều anh em kêu là ở giấy gói này chả đâu mua chả được. Anh em cứ thử đi mua đi, coi là có hay không ha. Loại đấy là mình cái giấy gói là mình bao anh em luôn là đúng của chuẩn Nhật Bản nha. Ở đây là cặp cò này, là cặp cò đấy ha, mình xé ra cho anh em coi luôn. Đây, thì một cặp cò này thì anh em sẽ nhìn ha, cò Thái thì nó sẽ có những cái đặc điểm rất là đặc trưng luôn. Thứ nhất là cò này nó có số nha anh em nha. Này, cò nó sẽ có số của nó này, anh em thấy không? Thứ hai là cái mặt cò đó, là nó chỉ có nó mỏng vừa thôi. Nó không dày quá nha, nó không có được cái độ dày của nó là vừa phải đâu. Cái mặt này này, nó không dày như những hàng Việt Nam nha. Nếu mà hàng Việt Nam anh em chúng ta sử dụng là cái mặt cò này nó sẽ thấy nó rất là dày luôn. Nó dày cu lên luôn, nhưng mà không phải là dày là ngon đâu nha anh em nha. Cái độ dày của Thái nó rất là vừa phải nha, rất là đẹp. Nếu mà anh em chúng ta chơi
các cái dòng xe Thái, anh em nhìn cam cò nhiều là anh em biết cái cò Thái nó rất là đẹp luôn. Và thứ ba ấy, là cái mặt của nó này, cái mặt sần của nó rất là mịn nha, nó sần nhưng nó sần rất mịn và cái màu của nó rất xám nha. Cái màu của nó anh em lưu ý là rất xám. Và cái gân chỗ này này, cái phần gân chỗ cái đầu ác cò này, nào cái có một cái gân này đây, nó sẽ nổi lên rất là cao nha. Đó, dưới sẽ có một cái lỗ. Và đặc biệt á, loại này á anh em, thì cái mặt của nó là chuẩn là mặt đen nhá, mặt đen hoặc mặt xám nhá, mà là gần như đen luôn, gần như đen luôn đấy, rất là chuẩn. Thì loại nó chưa xài thì tất nhiên là anh em sẽ nhìn thấy nó chưa bị mài đi, còn khi mà nó xài nó mổ xuống nhiều thì nó sẽ bị thành một cái phần trắng hết luôn đó. Và khi anh em chúng ta xài mặt bên cò xăng với cò lửa thì hồi anh em sẽ đảo lại nha, như nó sẽ xài tiếp được. Cho nên là một bộ cò là gần như anh em có thể xài hai lần. Đó, nhiều anh em ta biết mài cò, nhiều anh em xài hoài luôn mà cứ nói xong rồi lại mài tới khi mà cây cò mỏng lép thì mới dục. Đó, thì đây là cặp cò này. Cái loại này là chất lượng là bao anh em chất lượng cực kỳ tốt luôn nha. Bây giờ mình sẽ mở cái cốt cam cho anh em coi này. Cái cốt cam là nó còn đẳng cấp hơn nữa nha. Cắt mở cho anh em coi cái cốt cam luôn. Nếu mà nói về cốt cam Thái thì anh em nhìn phát là anh em mê ngay. Đây, nhìn phát là mê ngay. Đây, cắt cho anh em coi này. Đây. Mới 100% chưa có sử dụng nha anh em nhá. Đây, dây gói của nó là dây gói Nhật Bản luôn. Đó. Cái này là nó về chung lô với lại cái phần nồi đó nè. Cho nên là anh em nhìn cái chất lượng của nó cũng tương đồng luôn. Đó, rất là đẹp. Đây, chấm sơn này. Wow, nhìn cái gối cam của nó mê luôn em. Nhìn cái gối cam của nó là cực kỳ ảo luôn, rất là mê ha. Cái này có số nữa, ồ xịn đấy. Đây, bạc đạn đây. Mặt trong, lòng trong của nó bạc đạn sẽ có số nhá. Dùng lại gần chút xíu. Đây, bạc đạn có số nha anh em nhá. Taiwan này, mã này, NTN này. Đây anh em thấy không, quay rất nhẹ luôn em, quay rất là nhẹ nha. Nó chớn nhưng mà nó chớn của nó rất là ảo luôn em, nó chỉ dừng vừa thôi, nó không có bị gọi là nó không bị tua đi á. Nó dừng nhưng mà cái chớn nó rất nhẹ nha, nó lại dừng lại nha, nó không bị quán tính. Cái này cũng vậy. Đây, đây là cái phần con chó cam này, nó sẽ chạy đi, nó không chạy ngược nha. Đây, không vặn ngược được, chỉ có vặn đúng một chiều thôi. Nói chung bộ này thì chất lượng nó lại, anh em nhìn cái ổ bi này, mê không? Đó, rất là đẹp luôn em. Đó, quay không có một tiếng động nha. Không một tiếng động. Rất nhẹ nhàng luôn. Đầu có chấm sơn luôn. Wow, đẹp quá. Đấy, thì anh em nào mà chúng ta chơi các dòng Rimway, mà đặc biệt là những cái xe Thái á, là anh em nhìn thấy bộ cam cò là anh em mê ngay. Thực sự, rất đẹp. Rất là đẹp luôn em ạ. Thì giá của nó là 1.250.000 cho một bộ cam và cò anh em nhé. Cam thì sẽ đóng hộp và cò thì sẽ ở trong bọc bao như vậy anh em ha. Rồi, anh em nó có nhu cầu liên hệ với mình nha anh em. Ok anh em, vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu cho anh em về một cái bộ cam cò của các dòng xe Thái anh em ha. Thì bộ này anh em chúng ta hoàn toàn có thể gắn được cho Rimway các dòng luôn, 100, 110, thậm chí những cái xe 70 cũng có thể gắn được nha. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu, anh em có thể liên hệ với mình, cả xe Trung Quốc nữa anh em ạ. Đó, thì anh em có nhu cầu thì có thể alo cho Đạt nha. Số điện thoại của shop mình 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Đây, một bộ cam cò, một cây cam cùng với lại một cặp cò như vậy, giá của nó là 1.250.000. Anh em có nhu cầu có thể liên hệ với shop mình nha. Mình xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại của shop 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều đã ủng hộ cho mình. Hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo nha.